Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì S-Micro lại giới thiệu tới các bạn một dòng micro không dây mới trong series U series. Đó là dòng micro Shure U950. Còn đây là vỏ hộp ngoài của U950, sản phẩm mới với thiết kế rất là bắt mắt, khá đẹp, đầu phát màu đen tuyền. Bằng các thông số chỉ số, thiết kế theo một form mới, tay micro màu trắng. U950 nằm trong phân khúc tầm giá giữa, tầm giá chung giữa, thấp hơn các đời Shure UGX và cao hơn các đời đàn em U820, 830, 930. Và sau đây tôi sẽ unbox nó ngay lập tức cho anh em xem. Và bên trong vỏ hộp giấy của chúng ta có một chiếc vali nữa, rất là hoành tráng và sang chảnh. Và bộ vali ở bên trong thì tôi sẽ mở ra ngay lập tức sau đây. Đây là thân đầu phát chính. Tôi sẽ bỏ ra tí nữa, nói kỹ thêm về phần đó sau. Tiếp theo, tôi mở phần dưới của toàn bộ bộ sản phẩm ra thì ở đây chúng ta có sách hướng dẫn Shure. Đây là hai tay micro. Đây là hai dâu của sản phẩm. Ở bên này chúng ta có nguồn, dây kết nối 6 ly và hai cái tai để bắt vào tủ âm thanh. Hai cái rắc, hai cái tai này là bằng nhựa, không phải bằng kim loại. Bên này chúng ta có những cái thiết bị, những cái gioăng để gắn vào tay mic chống lăn và hai đôi pin. Ok, đây là toàn bộ phụ kiện của bộ sản phẩm. Còn đây là phần phía sau của đầu phát. Chúng ta có hai dâu anten, thông số về hai tần số của mic đã được cài đặt sẵn. Mắc out, chúng ta sẽ dùng dây kết nối 6 ly để cắm một đường duy nhất vào đây. Nếu mà dùng dây 6 ly, chúng ta dùng chung cho cả hai tay mic. Còn nếu mà dùng dây Canon thì chúng ta sẽ kết nối bằng hai dây cho mỗi tay mic. Đây là đường nguồn, nguồn vào, đầu vào 12V 500mA. Ok. Vâng, sau đây thì tôi sẽ bật nguồn của đầu phát lên để anh em có thể nhìn rõ hơn một số thông tin chi tiết của Shure 950. Ok, Shure. Tất cả mọi thông số đã lên đầy đủ. Power đèn LED màu đỏ. Ở các nút volume này thì bên trong có một hệ thống đèn. Khi tắt điện đi thì chúng vẫn sáng màu đỏ và thể hiện chúng ta là volume của nó đang vặn đến mức nào. Như này. Ok. Hệ thống màn hình thì với đầy đủ các thông tin thông số sóng RF, DV, tần số 6 số. Thế nhưng mà ở dòng U950 thì tần số đã được set cài đặt mặc định và bạn không thể thay đổi được tần số như các đàn anh UGX8X9 trở lên. Với chất âm có thể nói là khá hơn những dòng U830, 930, LX8835 ba mã. Thế nhưng mà chưa thể đạt đến ngưỡng của đàn anh UGX8X9 được. Thế nhưng mà với khả năng chống hú của Shure U950 thì cũng rất là tốt. Khi mà được thử test trong môi trường âm thanh thì nó hoàn toàn không bị hú. Chất âm khá tốt và ok. Để trải nghiệm kỹ hơn về dòng micro Shure này thì anh em có thể liên hệ ngay với S Micro và xin cảm ơn.
Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các video sau của Esmicro. Xin chào và hẹn gặp lại.